Hôm nay là ngày 7 tháng 5. Kỷ niệm cái ngày ngày kỷ niệm năm 1954. Là ngày quân ta toàn thắng ở trận Điện Biên, ở Điện Biên Phủ đó, chiến dịch Điện Biên Phủ. Một ngày hè tháng 5 mùng 7, ngay quân ta thắng trận trở về. Thấy thơ Tố Hữu thì chiều vô chạy vào trong miếng đất, thăm miếng đất. Vì mấy hôm nay trời nắng nóng, cây rụng lá rất nhiều, xót ruột lắm. Vô vào thấy trong số cái cây trồng thì cái cây nhãn này tự yếu, thì cây nhãn nó lại sống 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 được, nhãn này sống còn ra bông nữa. Đấy là niềm vui của du chiều nay. Thì như ngày mùng 7 tháng 5 thì du có đọc một số cái bài viết của Việt Trung Tử, tác giả Trung Văn A đó. Sau này là Việt Trung Tử rút ngắn lại chỉ còn chữ Việt Trung thôi. Thì Du biết là anh Việt Trung từng gắn bó với câu lạc bộ Văn Xuyên Cát một thời. Sau này lớn tuổi quá hay lý do gì đó thì anh ít sinh hoạt hơn. Nhưng mà trong cái tập này, cái nỗi niềm với Văn Thanh Miếu và Văn Xuyên Cát của Vĩnh Long, của Nam Bộ mình đau đớn trong những bài thơ bài viết của anh ấy. Thì cái điều đó, đó nó khiến cho Du là kẻ hậu thế cũng phải nghĩ lại, nghĩ lại cái gì, nghĩ lại cái bức tượng thờ, chân dung thờ được thờ của Phan Thanh Giản trong Văn Xuyên Cát. Ông là cái người tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ, niềm tự hào của Nam Bộ đấy. Thế nhưng mà cái nỗi đau lịch sử đau lắm. Rồi Du nghĩ bây giờ nhiều cái hồi thảo giải oan cho ông ấy, thế nhưng mà vẫn dù sao nó vẫn còn phảng phất gì đó. Một số người vẫn bị ám ảnh với câu là Phan Lâm mạn quốc triều đình khi dân, đau lắm. Phan Thanh Giản phải làm theo lệnh của vua, hai nữa là Pháp rất thâm độc, nó mời cụ xuống tàu rồi nó quản thúc dưới tàu, nó kéo lên thì kéo lên thành, thì trên thành thấy cụ thì không bắn, cho nên là Pháp nó vào được chiếm được thành. Nhưng là hậu thế nhưng không biết được cái chuyện lịch sử này và cũng chưa có ý định đi thăm dò nhiều vì chứ không phải là nhà sử học. Nhưng mà Du biết được đây là nỗi đau, bởi vì cụ Phan Thanh Giản ấy, Du nghĩ rằng với cái khẩu khí một nhà văn hóa, một nhà thơ giỏi như vậy, một nhà giáo giỏi như vậy thì ông không thể phản bội Tổ quốc được. Bởi vì sau cái ký xong ấy, ông đau đớn, ông lui về cái căn nhà mấy gian nhà cỏ của ông sống thuốc độc, nhìn ăn cả tháng trời rồi uống thuốc độc chết. Trước khi nhắm mắt còn dặn các con là phải kiên bền gan mà kháng Pháp. Cụ có nói với mọi người là không thể để cho cái cờ ba sọc, cờ ba màu, cờ Việt Nam lúc cờ Pháp lúc bây giờ đó, bay trên những cái nơi cái thành mà cụ đang sống.
cụ dặn như vậy. Thế nhưng mà sự thật thì nhiều người vẫn không hiểu được điều đó. Dù không muốn nói là có người cố tình không hiểu. Đau lắm. Ngay cả cái nhà thơ yêu nước của Nam Bộ, nhà thơ lớn ấy, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, trong hai cái bài thơ viết về Phan Thanh Giản thì cũng bày tỏ nỗi đau của mình, bày tỏ nỗi đau của Đồ Chiểu trước cái mất mát của làng thơ Việt Nam, của lịch sử Việt Nam, nhưng mà vẫn cho rằng Phan Thanh Giản là người đã dâng lục tịch Nam Kỳ cho Pháp, chứ không thể thành tiên được. Thì thôi, cái chuyện này cứ để đó đã. Thế nhưng mà Du nhân cái ngày 7 tháng 5, ngày toàn thắng, khi mà dân tộc chúng ta có những cái chiến thắng lớn như vậy, chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua rất nhiều lỗi lầm cho nhau. Cho nên Du nghĩ rằng Du sẽ tập hợp một số cái bài viết về Phan Thanh Giản để đọc vào một dịp nào đó, nhất là sắp đến tháng 8 rồi, tháng mà kỷ niệm Phan Thanh Giản. Thì Du chỉ muốn nói với các bạn rằng là tại Văn Xương Các Vĩnh Long đấy, thì cụ Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa có kính phụng một cái tượng đồng tiến sĩ Phan Thanh Giản. Hôm nào Du sẽ vào chụp lại một cách trân trọng hơn cái tượng đó. Để cho các bạn được khấn lạy trước vong linh một người con vĩ đại của dân tộc, tiến sĩ Phan Thanh Giản.